皆さん、おはようございます。はございます。おはようございます。じゃあ、hôm nay là mình sẽ học luyện nghe nhá. Hôm nay Sensei không có chuẩn bị slide nhiều, tại vì Sensei hơi mệt chút xíu. Nên là chúng ta sẽ chỉ luyện nghe thôi và dựa trên những worksheets nhá, mà Sensei đã chuẩn bị cho các bạn lớp Sensei. Bây giờ chúng mình sẽ cùng luyện nghe nha. Thế mình có nhìn thấy màn hình không ạ? Viemasen có. Bây giờ mình sẽ cùng nhìn này. Mình cùng nhìn nha. Mình thấy đây là gì nhỉ? Đây là máy bay đúng không? Đây là máy bay này. Đúng không nhỉ? Và đây mình thấy có một số chữ nhá. Nhưng mà bây giờ mình sẽ luyện nghe. Mình nghe xem là mình nghe được gì nhỉ? Sau đó thì mình gõ ra cho sensei nhá. Mình gõ vào phần chat nhắn cho sensei được không? Các bạn ở đây thì sẽ nhắn được đúng không? Nhắn cho sensei được nhỉ? Thế nên là mình sẽ gõ phần chat nhá. Được không? Rồi, các bạn sẽ chỉ nhắn được phần chat nên là chỉ nhắn cho sensei thôi nhá. Được không nhỉ? Rồi, mình sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Để sensei bắt đầu, sensei bật để mình nghe nhá. Mình nghe, mình nhắn phần chat cho sensei ha. Hôm nay mình chỉ có nghe rồi nhắn chat cho sensei thôi, rồi sensei chữa nhá. Đây là máy bay này. Máy bay nhá. Yamamoto đọc được chữ máy bay không? Máy bay. Con đọc máy bay. Máy Máy bay. bay. Máy bay trong tiếng như tiếng Việt nhá, mình có thể nói là máy bay hoặc là phi cơ. Đều là cái từ này đấy. Nhưng mà từ này thì cô biết là Yamamoto biết rồi. Nhưng mà các bạn chưa biết tiếng Nhật nhờ, các bạn chưa nói được. Nên là các bạn sẽ cùng nghe nhá. Nghe rồi gì? Rồi tự nhắc lại theo này. Rồi gõ vào phần chat gửi cho CC nha. Sau đó thì bạn Yamamoto sẽ chữa nhá. Rồi. Hikoki. Lần thứ hai nha. Hikoki. Lần thứ ba này. Hikoki. Rồi, mình nghe 3 lần. Mình nhớ xem mình nghe được cái gì nhỉ? Xong mình gõ phần chat gửi cho CC nhá. Mình nghe, nghe được cả nha. Mình ghi hết cả, cả từ mình nghe được nha. Hikoki. Mình gõ chữ Romaji bình thường là được. Hikoki. 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 Các bạn khác nhắn được cho CC không? Thì CC mới có thấy này, à bạn Quỳnh Anh, Ok. bạn Nguyên, bạn là thôi. Còn các bạn khác nào? Mình nghe nhá, mình nghe được chữ gì? Chữ đấy. Người bình thường thôi nhé. À Khánh Ngọc. Hikoki. Nhắn phần chat cho CC ha. Hôm nay mình chỉ nghe và nhắn chat thôi. Hikoki. Mình nghe được là Hikoki. Và sensei muốn xem là chúng mình nghe có bắt âm có đúng hay không, đường truyền nhà sensei có ổn định hay không nhỉ. Còn bạn nào có câu trả lời nữa không? Sensei mới nhận được 4 câu trả lời nè. Hikoki. Được chưa? Rồi thì bây giờ có 4 câu trả lời thì đây cô thấy là có vẻ như bạn Quỳnh Anh thì có mà có bộ gõ rồi. Bạn Quỳnh Anh gõ được chữ rồi. Nhà bạn Quỳnh Anh cũng đưa đáp án đúng rồi đấy. Thế nhưng mà bây giờ còn các bạn khác nhờ thì có vẻ như là chưa đúng lắm. Thế nên là bây giờ Sensei sẽ nhờ Yamamoto nhé. Con ơi, con đọc giúp cho Sensei nào. Từ này là gì nhỉ? Hikoki. Này, bây giờ mình sẽ thấy là gồm những chữ gì đấy? Chikiri, chikiri. Hikoki. À, sau khi lớp mình nghe bạn đọc chậm rãi rồi, mình có thấy là sẽ gồm những âm nào không? Motto chikiri. Hikoki. À, Yamamoto đã đọc rất là chậm rãi từng âm rồi. Bây giờ mình sau khi mình nghe đó đó, mình sẽ thấy là vậy của mình sẽ là gì nhỉ? Các bạn nào sẽ sửa lại phương án mình vừa gửi không? Nhá, mình sẽ thấy đấy là gì nhỉ? Âm đầu tiên là âm
âm hi nhá. Hi, à, khi mình đọc nó là cái âm nghẹt mũi đấy, mình đọc mình đẩy hơi lên phía trên mũi nhá. Mình đẩy này. Đúng không nhỉ? Cô kì. À, chữ cô thì mình có chữ cô và chữ ư nên mình đọc kéo dài ra nhỉ. Cô kì nhá. Vậy cái âm mà còn thiếu ấy là âm hi nhá. Và trong ba chữ này nè thì cái âm hi là âm mà Sensei vừa đánh dấu màu vàng đấy. Nha, thì là mình nhớ cho Sensei này, nghe lại và nhìn mặt chữ này. Hikoki. Nha, hikoki. Âm đầu tiên là âm hi. Nó bị vô thanh khi nó đứng trước chữ cô đấy. Nhà nên nghe hơi khó. Rồi, bây giờ đến âm này dễ hơn này. Dễ lắm nha. Ở đây là cái răng nhá. Đây là răng. Răng. Yamamoto nói được chữ răng không? Răng. Răng. Đúng rồi, bình thường mình người Bắc thì mình sẽ chỉ nói là răng thôi là được rồi. Khi mình viết thì mình viết chữ R nha, mình sẽ là viết là răng nhỉ. Nhưng mà mình ngoài này mình chỉ đặt là răng thôi là rồi. À cái răng nhá, ai cũng có răng đúng không? Vậy thử xem nào, giờ lớp mình nghe nhá. Xem là răng tiếng Nhật đọc là gì nha. Ha. 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 Rồi, mình nghe được gì mình gõ phần chat cho CC nha. Wow, phần này ai cũng nghe đúng. Nhờ, ôi phần này dễ thế, bạn nào cũng nghe đúng luôn nha. Mình nghe thấy là gì? Răng đọc là? Răng là? Răng là? Đúng không? Vậy là răng nhá, lúc mình nhớ nhá. Răng đọc là gì nhỉ? Yamamoto cấn. Hai. Hai. Con đọc nào, yonde kudasai. Ha. Lớp mình nhớ nhá, răng mình sẽ đọc là ha nha. Và đây là chữ ha nè, xin chị đánh dấu nhá, màu vàng đấy. Lớp mình nhìn thấy chữ ha không? Nha, nhớ mặt chữ nhá. Chữ ha. Rồi, tiếp theo nè, bây giờ mình nhìn thấy đây là một con thuyền nhá, một con tàu nhá, đúng không? Thuyền nhá, đây là thuyền này, thuyền nhá. Yamamoto đọc được chữ thuyền không? Thuyền. Thuyền nhà. Đây là thuyền này, thuyền nhá. Thuyền. Vậy thuyền đọc như thế nào? Mình cùng nghe nhá. Lớp mình lại cùng nghe nhá, xem thuyền đọc như thế nào xong mình gõ trên CC nha. Hune. Từ thứ hai này. Hune. Hune. Rồi, lần này âm này khó mà lớp mình cũng đọc đúng này, nhỏ cũng bắt âm đúng nhỉ. Rồi, cái tai mình bắt âm càng tốt bao nhiêu thì càng thuận lợi mình học tiếng Nhật nhá. Luyện nghe nhá. Rồi, đây là Hune. Rồi, Yamamoto-kun, これ wa? Hune. Rồi, lớp mình nhớ nhá, cái âm này mình sẽ đọc giữa âm hư và âm phư. Thì khi mình đọc hư ấy, mình đẩy cái hơi mình ra nhá, mình sẽ đọc được cái âm này nha. Rồi, chúng ta cùng nghe lại bạn Yamamoto. Yukuri. Hune. Yamamoto, yukuri hatsuon shite kudasai. Hune. Đó, lớp mình thấy không? Chúng ta sẽ đọc cái âm hư á, hư, nhưng mình đẩy cái gió ra nha. Nếu mà mình đặt tay vào miệng á, mình sẽ thấy có gió mình ra khỏi miệng đấy nha. Âm này có gió này, được không? Lớp mình thử xem mình nói chữ hư. Nhưng bình thường tiếng Việt của mình hư thì mình không có gió ra đúng không? Giờ mình thử nói chữ hư mà mình có gió đẩy ra đi, vừa nói vừa đẩy gió ra khỏi miệng. Nào, lớp mình thử nào, hư mà đẩy gió này, hư. Đó, thì mình sẽ nói được cái âm đấy nhá. Luyện dần dần sẽ đạt cái âm này nha. Xem mình thêm chữ nê vào thì sẽ là gì? Là con thuyền đó, được không? Nhá, lớp mình cùng đọc lại này. Hune. Nha, Yamamoto-kun. Yonde kudasai. Yonde. Hune. Hai, arigato. Rồi, bây giờ đến cảnh tệ hơn này. Bây giờ mình có số 4. Số 4 mình đây là gì? Cuốn sách nhỉ? Sách nhá. Sách này. À, rất là nhiều sách. Yamamoto đọc được sách không? Vietnam có. Sách, đúng rồi, sách nhá, cuốn sách, quyển sách nhà, cuốn sách, quyển sách thì mình sẽ đọc là, đó, cuốn sách, quyển sách, lớp mình thử xem nha.
Mình phải nghe xong rồi mình nói ra nhờ. CC đang muốn kiểm tra nghe nhá. Rồi. Hôn. Nghe này. Hôn. Rồi, bài này là để bạn Yamamoto sẽ đọc mẫu nhá. Bài sau ngay phiếu bài tập tiếp theo thì Ben sẽ đọc mẫu nhá. Bên từ từ chờ cô Hiền nha. Giơ tay nhiều quá nhá. Rồi, lớp mình nghe nào. Lớp mình cùng nghe nhá. Hôn. 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 À, đúng rồi đấy. Bắt đầu là thấy rất nhiều bạn là nghe được rồi, đúng không? Và mình thấy đây là gì? Hôn nhá, chữ này nè. À, khi nãy chưa nhờ, chữ phư là chữ này nhá. Ồ, trông đặc biệt học. Nhà chữ phư đây nhá. Rồi, đây chữ hôn. Rồi, bây giờ mình thấy là hôn là sách nhá. Bây giờ cuối cùng này, mình thử xem đây là cái gì nhá. Mình đoán xem đây cái gì đấy. Cái gì mà có cửa sổ này, có sàn nhà này. Ồ, cái gì nhỉ? Hanako chẳng biết rồi hả? Đây là căn phòng nhà, căn phòng nha. Yamamoto đọc chữ căn phòng không? Căn phòng. Căn phòng. Rồi, căn phòng nha. Vậy căn phòng mình thử xem là tiếng Nhật đọc như thế nào nhỉ? Rồi, lớp mình cùng nghe nha. Căn phòng. Hiya. Mình nghe và nhắc lại theo nha. Rồi gõ cho sensei vào phần chat. Hiya. 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 Được không? Như vậy là mình thấy là gì nhỉ? Căn phòng mình sẽ đọc là Hiya. Rồi, bây giờ mình sẽ nghe bạn Yamamoto đọc thật là thong thả nha. Yamamoto-kun, yukkuri, yukkuri. Hiya. Motto, yukkuri. Hiya. Rồi, sau khi bạn đọc chậm rãi như vậy, Nam có thay đổi phương án không? Mình nghe được gì nhỉ? CC đang nhận được các phương án thì thấy bạn Nam đọc phương án hơi khác các bạn một chút xíu. Nên là bây giờ bạn Yamamoto vừa đọc lại rất là chậm rãi đấy. Nam có thay đổi phương án không nhỉ? Bây giờ Yamamoto sẽ đọc lại một lần nữa cho mình nghe nha. Yamamoto cần... もっともっとゆっくりお願いします。部屋。もう一回。部屋。もう一回。部屋。はい。ナムちゃん。なあ、ナム、おい、今度は変える方案は？うん。Đây là âm he nhá. Đây là âm he, không phải âm hi, không phải âm si, không phải âm ni nha. Rồi, Nam nhớ cho cô này, nghe thật kỹ âm này nha. Nghe thật kỹ này, hai cái cột i và cột e là dễ nhầm với nhau nha. Rồi mình nghe kỹ nha. He ya. Nghe kỹ lại này. He ya. Nhá, nhớ cho cô là đây là he, he ya. He ya. À, cái âm này mình hơi cong cái lưỡi của mình lên đấy, cong cái lưỡi xong rồi mình đọc, mình đẩy cái hơi, mình vòng theo cái lưỡi đi ra ra khỏi miệng nhá. He ya. He ya. Đó, Nam nghe nhiều từ này cho cô nhá. Nhắc lại này, he ya thì cho mình có định nghĩa về từ. He ya. Được chưa Nam? Nhá. Rồi, thì bây giờ mình thấy là đây là với gì? Với phần này nhá. Với phần này là mình nhớ này, đây là âm hikoki. Âm hi nhá. Đó, tiếp theo này là cái máy bay, được không? Ha. Ha là răng. Thứ ba này. Hune. Hune là thuyền. Hon. Hon là quyển sách. Heya. Heya là căn phòng nhá. Lớp mình nhớ được từ này chưa? Nhớ rồi đúng không? Vậy bây giờ mình sẽ đến tiếp nhá. Mình sẽ đến tiếp xem là gì nha. Rồi.
dễ hiểu thôi, không khó quá nha. Rồi bây giờ mình sẽ cùng xem này. Đầu tiên mình có đây là hoa nha. Đây là hoa, đây là bông hoa này. Là bông hoa, lớp mình thử xem nha. Thử xem bông hoa sẽ đọc là gì nè. Hana. À, Hanako nói là tên con. Hanako tên con. Hana. Lớp mình nghe được không? Hana. Mình nghe được là gì nhỉ? Mình nghe được gì mình gõ phần chat cho Sensei nha. Hôm nay mình chỉ có mỗi phần là nghe, luyện nghe rồi nhắn phần chat cho Sensei à. Hôm nay mình được nhắn nhủ nhau nhiều lắm nha. Rồi và bây giờ thì cô sẽ mời bạn Ben nha. Bạn Ben sẽ cùng với cô đọc mẫu với bài này nha. Bạn Ben giơ tay từ nãy giờ rồi. Mình nghe sau đấy gõ phần chat cho Sensei nha. Hana. 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 Đấy là hoa. 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 Bông hoa. Hà nạ. Bông hoa. Cành hoa. Nhành hoa. Tiếng Việt mình có tận mấy từ liền thì sẽ đạt nhỉ. Bông hoa. Hà nạ. Hoa. Hana. 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 Bên Ben có vẻ hơi ồn nha. Nếu mà mình nhờ mình cần phải yên tĩnh. Ồn quá. Giáo một tí ạ. Hey, nigashimasu. Đây, bây giờ mình trong lúc chờ bạn Ben mình nghe tiếp nha. Đúng rồi đấy. Từ này của mình là na nhá. Hana. Hana. Mình sẽ đọc là hana. Đọc đúng âm nhá lớp mình nha. Mình mà không đọc đúng âm là mình sang từ khác đấy. Giống như trong tiếng Việt của mình cũng thế thôi. Nếu như mà mình gì nhỉ? Mình nói chữ mũi. À, mình uốn lưỡi nhá. Mũi thì ra cái mũi của mình. Nhưng mà mình không uốn được lưỡi ấy, mình đọc thành múi, thế là ra cái khác rồi. Đúng không? Nhá thì mình đọc đúng bởi vì cái từ này thế thôi. Mình đọc không đúng âm một cái là mình ra từ khác đấy nhá. Hana. Đó, mình nhớ nhá. Hoa đọc là hana. Âm ho là âm thấp nhá. Âm na là âm cao nhá. Trong tiếng Nhật có âm cao và âm thấp. Hana. Để mang nghĩa là hoa thì sẽ là ho là âm thấp và na là âm cao nhá. Hana. Được chưa? Hana. Nha, hoa. Rồi, bây giờ mình đến từ tiếp theo nào. Mình xem là cái gì đây nhá. Cái này quen lắm này. Nori. Nori. Thế mình nghe được không? Nori. Nori là gì nhỉ? Lớp mình đoán được không? Lớp mình có đoán được Nori là gì không? Mình đọc là lại âm cao và âm thấp nhỉ? Nori. Đó, chữ no là âm thấp, chữ ri là âm cao nhá. Và chữ ri là âm thấp và chữ ri là âm cao, chữ no là âm thấp nhá. Nori. Nori. Nori nhá. Nori. Nori là gì? Bên biết không? Nori là gì nhờ? Cháu không biết ạ. Không biết à? Thì bây giờ bạn có bạn Hanako, bạn ấy bảo là nori là rong biển này. Theo mình có đúng không? Có quên thôi, cháu không phải là không biết. À thì bây giờ mình nhớ chưa? Rồi. Mình nhớ rồi à? Thì nori là gì? Nori là rong biển. Nhưng mình nhớ nhá, thực ra là trong tiếng Nhật ý, cái từ nhiều nghĩa lắm. Nhà cũng giống từ Hanako. Chỉ cần thay đổi âm của mình thôi, âm cao âm thấp thôi, thì cũng giống như trong tiếng Việt mình ấy, là mình thay đổi ngữ điệu là lên xuống thành dấu huyền dấu ngã đấy, cũng sẽ sang từ khác nhá. Nên mình nhớ là nếu như mình muốn nói là rong biển thì mình nhớ là âm no là âm thấp và âm ri là âm cao, mình đọc là nori. Nori nhá. Nên mình nghe lại này. Nori. Được không? Nhá. Nori.
Nori là rong biển, mình nhìn thấy không? Đó, nhá, và đây chữ no nè. Được chưa ạ? Nhà. Rồi, bây giờ mình đến tiếp theo này. Bạn này là bạn gì nhỉ? Bạn này là mèo nè, đúng không? Mèo. Ben đọc được mèo không? Con mèo ạ. À, đúng rồi, con mèo nhỉ? Nghe cỏ. Ừ, thế à, mình đọc thế à, thế mình thử xem có đúng không nha. Cả lớp cùng nghe nha. Neko. Ừ, bạn bên đọc đúng đấy nha. Neko. Ừ, giờ mình thử nghe xong rồi mình gõ phần chat cho sensei nha. Neko. Neko. Mình nghe được không? À, đây là cái chữ này đây này, đúng không nha. À, các bạn nghe được là âm ne. Neko. Neko. Ê, mình chưa xong phần đấy đâu nha, đừng để lẫn nha. Rồi, mình đang là bạn mèo mà. Rồi, mình sẽ có là neko. Neko. Không, rồi mình nói nhá. Neko là mèo. Neko là mèo. Rồi, mình đến bạn tiếp theo nào. Bạn Ben, bạn hào hức quá. Nhờ, bạn này là bạn gì đây? Inu. Nhưng mà bạn này tiếng Việt là gì Ben biết không? Con chó ạ. Yeah, chó. Ừ, con chó đúng không? Ừ, Yamamoto lại cũng háo hức. Rồi, phiếu sau nhá, phiếu sau đến lượt các bạn tiếp theo nhà thì mình đọc dần dần nhá, bạn nào sẽ được sẽ mời bạn Khánh Ngọc. Đây, đây là của mình là bạn chó nhá. Ừ, mình xem này. Bạn chó nhá, đọc này. Inu. Thế mình đọc theo nha. Inu. 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 I là âm thấp, âm nư là âm cao nha. Inu. Để mình đọc tiếp theo. Inu. Inu. Được chưa? Inu. Và đây là chữ nư nè. Đó là mình nhìn thấy không? Cong xoáy một cái. Ôi mình nhìn nha, nhìn chữ này nhá. Giống như hai cái tai vểnh lên nhỉ. Xong rồi nằm bắt chéo chân này. Xong rồi kẹp cái đùi vào đây này. Thò cái đuôi ra đằng sau. Giống bạn Inu không? Là mình nhìn thấy cái chữ nư này giống bạn Inu không? Nha, rất là giống bạn Inu nhỉ. Rồi, thì đây là bạn chó nhá. Cuối cùng này. Mình có cái gì nhá? Niku. Niku. À. Đây là thịt nhờ, thịt nhá. Ừ. Con này là keiniku. À, lúc nãy mình thấy vừa thấy bạn Ben, bạn có nói một câu là kore wa. Và cuối cùng là des, đúng không nhờ? Thế thì chính là mình là đây là nhá. Kore là đây, được không? Kore wa inu des. Kore wa gì gì đó des, đúng không nhờ? Thì có nghĩa là đây là cái gì? Là mình nhớ cách nói nha. Vừa nghe bạn Ben nói mình học luôn nha. Kore wa. Kore wa gì gì. Là học hết học. Mình học từ bạn bè mình đúng không? Rồi. Thế là mình nha. Mình nghe này sẽ âm gì nha. Niku. 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 Nha. Niku. Niku. Rồi. Niku. Nha. Ni này, ni cơ nha, chữ ni nhá. Và bây giờ mình sẽ cùng này, cùng luyện theo cách đọc là kore wa gì gì đó. Yes. Nha. Bắt đầu này mình nghe từ này này. Hana. Hana, vậy mình sẽ nói là kore wa hana desu. Được không? Nha, lát mình cùng luyện nha. Hana. Hana, đây là bông hoa, mình sẽ nói là kore wa hana desu. Rồi, tiếp theo nha. Đây là rong biển này. Nori. Kore wa nori desu. Tiếp theo này. Đấy bạn mèo nha. Đây là con mèo. Neko. Kore wa neko desu. Đây là bạn chó. Inu. Kore wa inu desu. Ippichi no neko desu. Hai, cuối cùng nè. Niku. Niku. Rồi, tiếp theo nha. Rồi, bây giờ có bạn cũng muốn giơ tay luyện cùng với sensei nên là mình
các bạn luyện nhá. Để xem cô ơi, cô. Bạn Khánh Ngọc muốn luyện cùng với sensei này. Vậy để Khánh Ngọc luyện nhá. Cô ơi. À. Lúc bye bye thì chọn mọi người muốn chơi không? Các bạn còn... cô bảo cho Hùng cháu một... nếu mà không thì cháu thôi. Nha cô. 15 phút cuối cùng lớp mình cùng chơi quiz với bạn Ben nha. Đồng ý không? Hai. Cô bảo cho con cái chia sẻ màn hình nha. À rồi. Lúc đấy cô sẽ nhờ cô Đức nha. À bây giờ cô... yes sir. Hai. Rồi bây giờ nhưng mà lần sau Ben đến sớm hơn một chút xíu, Ben sẽ được làm cô host giống như bạn Yamamoto nha. Yamamoto làm cô host siêu lắm. Tại vì cháu mẹ cháu bắt cháu là phải đi mua hành nên cháu muộn giờ ạ. Hai. Rồi bây giờ Cici sẽ mời bạn Khánh Ngọc nha. Bạn giơ tay này mà Khánh Ngọc cũng thích học lắm nên là sẽ giơ tay để Khánh Ngọc được Cici nha. Nằm ơi. Rồi bây giờ Khánh Ngọc sẵn sàng rồi. Bây giờ mình sẽ cùng nghe này. Đầu tiên mình nhìn thấy cái số 1 này nhá. Đây là tàu gì nhỉ? Tàu điện ngầm nhà. Đây là tàu. Đây sao cái này gọi là chiếc tên tựa? Tàu điện ngầm đúng không? Và mình thử xem là tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm gọi là chiếc tên tựa. Mình gõ vào phần chat cho sensei âm mà mình nghe được. Chiếc tên tựa. Chiếc tên tựa. Nghe nha, rồi là nhắn vào chat cho sensei để xem mình đọc mình nghe có đúng không, nhờ kiểm tra tai. Chỉ có tê tư. Nhưng mà có đánh được đâu mà cô. Có gửi lên được đâu. Có vào phần chat gửi riêng cho sensei được mà. Đấy các bạn, bạn Nam này, bạn Hanako này, bạn Khánh Ngọc, các bạn vẫn gửi cho sensei mà. Mới đi về. Không được cô ạ. Không được quá. Nghe được. Nhắn riêng cho sensei thôi là được. Chỉ có tê tư. À, mình thấy là gì? Chỉ có đúng rồi, thì mình nhớ cho sensei nha. Chữ T của chữ tư mình sẽ ghi là T, S, U nhá. Sẽ là tư. Ừ, chữ Romaji là Nam để ý cho cô nha. Con nghe được tương đối đúng đấy. Đúng nhờ. Chữ đầu tiên của mình xem này. Nghe kỹ này. Chỉ có tê tư. Đó, âm đầu tiên của mình là âm gì nhỉ? Âm chi nhá. Âm đầu tiên của mình là âm chi, không phải là âm sư nhá. Âm cuối cùng của mình là âm tư. Do đó mình sẽ viết là T-S-U, là viết cho âm tư nha. Nam để ý cho sensei nhá. Chỉ có tê tư. Chữ chi nó đứng trước ta, nó bị vô thanh. Nghe hơi khó một chút xíu. Đáng luyện nha. Chỉ có tê tư. Được không? Chỉ có tê tư nha. Chỉ có tê tư nha. Mình có bốn âm nha. Chỉ có tê tư. Khi mình đọc từng âm một thì nghe rõ, nhưng mình đọc nào thì sẽ bị mất âm nha. Chỉ có tê tư. Chỉ bị mất âm nha. Chỉ có tê tư. Đó. Được không? Nha. Rồi, đây là tàu điện ngầm. Ben có nói được tàu điện ngầm không? Chỉ có tê tư. Tonamugo, dekimasu ka? Tàu điện ngầm. Ui, nế. Đài. Yamamoto có nói được chữ tàu điện ngầm không? Ok. Yamamoto, nhớ xin luyện cho cả. Yamamoto cắn. Này. Đấy. Tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm. À, rồi. Nha, thì cho mình luyện đọc tiếng Việt cùng với sensei nha. Rồi, tiếp theo nào. Bây giờ cả lớp mình cùng nhìn này. Đây là cái đồng hồ đấy. Xem đồng hồ là gì nha. Ok. 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 Đúng không? Đó. À, mình thấy là gì? Xem coi. Nha, mình thấy là ok. Y, đúng không? Rồi, âm y sau chữ kê ấy. Nhưng mà âm y đúng vì âm y đúng đằng sau chữ kê. Nên là mình đọc chữ kê và kéo dài giọng ra thôi, gần như không thể nghe âm y nữa nhá. Mình nghe lại này. Ok. Đó, kéo dài âm e ra. Ok. Ok.
Ok. Rồi. Toke. Rồi, thế là mình thấy cái âm tô ấy chỉ có một. Đấy. Ok. Mình thấy là ok. Đấy, ta gấp đôi nhá. Tại vì có cái âm y đằng sau mình không đọc, nhưng mình kéo ra. Thì đây là đồng hồ này. Ben đọc được chữ đồng hồ không? Toke. Đồng hồ betonamogo nhé. Đồng hồ. Đồng hồ. Yes. Rồi, mình đọc được chữ D tốt rồi đấy. Đồng hồ nha. Đồng hồ nhá. Đây là cái đồng hồ nha. Cái đồng hồ mình thêm đơn vị à? Cái đồng hồ hoặc là đồng hồ nha. Đồng hồ. Đồng hồ đọc là gì nha? Toke. Nhá. Đồng hồ đọc là toke. Nếu mình nhớ chưa? Đồng hồ nhá, đọc là toke. Rồi, cái âm tô mình hơi đẩy hơi lên gần như chữ thờ một chút xíu. Nghe này, đây là quả dâu tây nhá. Quả dâu tây nhá. Ichigo. 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 Đúng rồi. I. Ichigo. Ichi. Go o go. Ai ichigo. Ichigo. Đúng rồi, đây là quả dâu tây nha. Quả dâu tây mình là ichigo. Đúng rồi, quả dâu tây đọc là ichigo nha. I nhá, chi go được không? Lớp mình cùng nghe lại này. Ichigo. Nghe lần thứ ba này. Ichigo. 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 Và mình thấy hơi đặc biệt với chữ chữ quả dâu tây này nha. Mình có số đếm của mình được học rồi đúng không? Số đếm mình số 1 đọc là gì? Ichi. Số 5 đọc là gì? Go. Thì mình ghép số 1 với số 5 vào mình ra cái gì? Ichigo. Là ra quả gì? Quả dâu tây. À, xin rồi. Làm gì thấy hay không? Ichigo. Ichi là số 1 nha. Go là số 5 nha. Ichigo. Mình lại ra đấy, được không? Rồi. Ichigo. Nha, và chữ chi này, là mình nhớ cho sensei nhá. Đây là chữ chi này. Được không? Rồi, tiếp tục nha. Mình đến nào. Ô, mình nhìn thấy đây là mặt trăng đấy. Bạn Ben có đọc ra là mặt trăng không? Mặt trăng nhá. Nha, mặt trăng. Yamamoto có nói được chữ mặt trăng không? Betonamogo. Mặt trăng. Giờ là nó sẽ cong lưỡi lại. Mặt trăng. Cong lưỡi lại. Mặt trăng nha. Rồi bây giờ mình nghe nha. Tsuki. Tsuki. Mặt trăng. Tsuki. Được không? Mặt trăng mình sẽ đọc là Tsuki. Mặt trăng mình sẽ đọc là Tsuki. Rồi, mình nghe cái âm này nha. Nghe cẩn thận kẻo đọc nhầm sang chữ sư nha. Cẩn thận nghe lại đọc. Mình nghe là âm gì? Âm tsu nha. Đây của mình là âm tsu, được không? Mình đọc là Tsuki. Đúng rồi, bạn Nam đọc đúng rồi đấy. Nhà Nam nhận diết đúng nhá. Nhớ cho CC nha. Chữ tsu mình có âm T, âm S và âm U khi mình viết chữ Romaji được không? Do nó mà âm này mình đọc có gió nhá. Và mình gì? Tsu. Có gió và có lực nhá. Nhá, mình đẩy hơi ra. Bạn nào mà muốn luyện đọc phát âm chữ này, mình thử đứng tấn nhá, giơ hai tay ra cho đấm thẳng. Đấm thẳng thay vì mình hô chữ hay để có gió đấy thì mình đọc gì? Tsu. Thế là mình có. À,
đọc được chữ này được không? Nghe chưa? Sư chị. Đúng rồi. Mình đọc lại. Sư chị. Sư chị. Nhá. Rồi. Được rồi đúng không? Tiếp nha, tiếp nha. Tiếp nha. Sư chị nghĩa là gì? Sư chị nghĩa là gì nhỉ? Mặt trăng nhá. Rồi, bây giờ cuối cùng này mình đến một Tamago. Sugoi. Tamago beto tamago wa dan desu ka? Quả trứng. Ồ, quả trứng đúng không? Quả trứng mình sẽ đọc là này, lớp mình cùng xem nhá. Quả trứng mình đọc là Tamago. Quả trứng mình đọc là ốp. Ừ, nghe lần thứ hai này. Nó sẽ chảy nên gọi là quả trứng ốp. Rồi, ốp lép nhá. Tiếng Việt mình sẽ gọi là trứng ốp lép. Thế nhưng mà bây giờ mình là quả trứng trước đã nào. Bây giờ các bạn đang nghe, bên cho các bạn lắng nghe thế nhá. Lớp mình cùng nghe nào. Mình nghe Tamago. Tamago. Rồi mình gõ vào phần chat Tamago. Cho xin. Tamago. À, mình nghe lần thứ ba. Tamago. Tamago. Ừ, lần này chắc chắn Tamago. Rất... Đúng không? Xin thấy phần chat gửi cho Xin Dê nè. Đúng rồi. Nào, và mình thấy là đây là gì? Đây là chữ ta. Ta. Đúng rồi, chữ ta và mình sẽ đọc này, quả trứng mình sẽ đọc là Tamago. Nhá, quả trứng mình sẽ đọc là Tamago. Được không lớp mình? Quả trứng nhá. Tamago. Rồi, tiếp theo này. Nhờ, mặt trăng mình đọc là Tsuki. Mặt trăng mình đọc là Tsuki. Tsuki. Rồi. Ichigo. Ichigo. Quả dâu tay mình sẽ đọc là Ichigo. Quả dâu tay Ichigo. Nhá, quả dâu tay mình sẽ là Ichigo. Mình nhớ là ghép bởi gì? Ichi là số 1, go là số 5. Ô, quả dâu tay được ghép bởi số 1 và số 5 này nhá. Rồi, tiếp theo nha. Tiếp theo mình có là đồng hồ. Đồng hồ mình sẽ đọc là Tokke. 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 Mình sẽ đọc là Tokke. Tokke. Rồi. Ô, bạn Ben bạn đọc rất là chuẩn đúng không? Rồi, cuối cùng nè. Mình có Tokke. Mình có tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm mình sẽ đọc là Chikatetsu. Chikatetsu. Tàu điện ngầm mình sẽ đọc là Chikatetsu. Chikatetsu. Rồi, đấy, cái âm chi đầu tiên mình đọc một mình á, thì mình đọc là chị nhỉ. Nhưng mà khi đứng trước chữ ca nhỉ, thì mình nói là ca và thành nhá. Thấy bắt rồi, đọc là chị ca tê chữ. Được chưa? Nhá, mình nhớ cho xin xin từng này được chưa? Rồi, bây giờ mình cùng nhớ lại xem từ nãy giờ mình được học những gì rồi nhỉ? Nhiều phết rồi. Ừ. Học qua lại rồi, cháu không nhớ đâu nhá. Cháu không biết một tí đâu. Không biết đâu. Thế bây giờ làm sao ôn bài cho các bạn được bây giờ? Mình cũng ôn bài cho các bạn. Chơi quiz là nhớ mấy cái kia thôi. À, thế thì xin nhờ Ben buổi sau cho các bạn chơi quiz từ vựng của những bài hôm nay được học nha. Để các bạn nhớ được chứ. Ben nhưng mà nhớ... không phải một cái chỗ kiểu gì là... Cô nói tên của nó nha. Ok. Để xin suy nghĩ. Nhá. Thì lớp mình nhớ cho xin này. Chúng ta vừa được học gì nhỉ? Năm từ. Chikatetsu. Chikatetsu. Đồng hồ là. Ok. Ok. Quả dâu. Ichigo. Ichigo. Mặt trăng. Tsuki. Tsuki. Và cuối cùng. Tamago. Tamago. Bây giờ xin mời nha. Xin mời Vinh cùng với bạn Ben. Bạn Ben đi lo một mình nha. Xin mời bạn nào muốn đấy. Bạn nào muốn nha. Minh Ngọc nha. Minh Ngọc giơ tay mãi rồi mà chưa thấy được gọi Minh Ngọc nha. Rồi. Hay không dây mơ. Minh Ngọc ơi. Con chào cô ạ. Con, bây giờ mình cùng đọc với bạn Ben nha. Để bạn đọc một mình buồn quá. Rồi, mình cùng đọc nào. Tàu điện ngầm. Chikatetsu. Ôi, bạn Yamamoto đi cô ạ.
Yamamoto xí xí bận rồi, bây giờ nhờ bạn Ben được không? Đây, tàu điện ngầm. Chikatetsu. Chikatetsu. Rồi. Chikatetsu. Cứ phải có bạn. Ok. Ừ, bây giờ đến đồng hồ nè. Toke. Toke. Rồi, đến quả dốc. Ichigo. 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 Rồi, mặt trăng này. Tsuki. Tsuki. Và đến quả trứng này. Tamago. Rồi, giờ mình sẽ gọi bạn không ra tay nha. Xin xin mời bạn Bu nào. Sao hôm nay không ra tay tí gì mà hôm ra tay lắm mà. Vâng, anh Quang chờ em xí nha. Anh Quang chờ em xí, em gọi anh liền. Cho bạn thấy Bu trước nha. Đây, Bu ạ. Tôi đang ra tay đi cô. À, bạn Nam cũng ra tay. Rồi, bây giờ Bu Bu đọc theo cô nha. Chỉ có tên chữ. Chỉ ta ăn kê cô. Chikatetsu. Chikatetsu. Bu bu nghe cô Hiền đọc này. Chikatetsu. Rồi mình đọc chậm nha. Đọc chậm âm này. Chi. Nghe đọc chậm. Chikatetsu. Tê tư. Chị ca tê tư. Rồi, bây giờ Bu đọc lần thứ hai, đọc chậm với cô Hiền nha. Chị ca tê tư. Bây giờ mình đọc nhanh này. Chị ca tê tư. Bu ơi, đường truyền của Bu đang không ổn à? Thế để cô Hiền luyện với Bu hôm xưa hôm sau nhá. Để cho bởi vì thời gian mình không có nhiều ấy. Nhà. Bữa cô không thấy Bu nói gì luôn, thì cô sẽ mời chú Quang nhá. Chú Quang giơ tay nãy giờ rồi, mong mãi chú Quang giơ tay vì chưa thấy chú Quang giơ tay, nay thì chú Quang giơ tay. Ohayou gozaimasu sensei. Gozaimasu, em chào anh. Mình sẽ cùng đọc nha. Anh nghe. Bây giờ thì chú Quang đọc nha. Bên để ý xem chú Quang đọc nhìn thế nào không? Bên đọc. Hai. Chú nghe thì anh đọc nha. Chikate. 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 Đúng rồi chú ạ. Đúng rồi chú ạ. Cảm ơn cháu. Ok. Ok. Dài ra nha. Ok. Dài nha. Ok. Ok. Cái âm kết em đọc dài cho một chút xíu. Ok. Rồi, chính xác ạ. Ok. Tiếp theo. Đây ạ. Ichigo. Ichigo. Rồi. Ichigo. Ichigo. Tiếp theo đến mặt trăng ạ. Tsuki. 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 Rồi. Tsuki. 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 Không phải sư anh ạ. Anh đọc cho em là sư. Tsuki là. Chữ. Tsuki là gì ạ? Không phải là sư. Không phải là Tsuki mà. Tsuki. Chờ ư tư. Bởi vì nếu mà chú đọc là chú nói là chú đúng rồi. Còn nếu mà chú đọc rồi chú Quang đã đọc đúng là mặt trăng rồi đấy, đúng không? Chú Quang chú ý nha, âm tư nếu như mà đọc không cẩn thận, chú đọc thành âm tư thì lập tức chú nói thành chữ thích thay vì chú nói là mặt trăng. Được nha. Tamago. 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 Rồi. Anh trả làm tốt quá ha. Rồi, bây giờ Sensei sẽ mời bạn Nam nha. Bạn Nam cũng giơ tay nhiều rồi nè. Okage sama deshita. Rồi. Rồi.
Đây cô mời Nam nha, Nam háo hức Nam giơ tay. Rồi Nam xin nhé. Trời, con nghe kỹ nè, rồi con đọc theo ha. Chỉ có tê tư. Chỉ có tê tư. Bên ơi, bạn đọc được chưa? Đúng rồi ạ. Chỉ có tê tư. Chỉ có tê tư. Nhiều hơn chứ là chính xác. Rồi, tiếp theo nha, đồng hồ này. Tổ kê. Tổ kê. Ichigo. Ủa, để bạn đọc trước trước thôi mình bên nắn. Ichigo. Ichigo. Rồi. Tiếp tục. Tsuki. 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 Rồi. Tsuki. Tsuki. Rồi. Tamago. Nào đeo đầu lại. Tamago. 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 Bạn đọc được chưa? Được rồi. Bạn đọc được rồi đúng không? Thế bây giờ bé chơi cho các bạn à? Hay như thế nào? Bé muốn tổ chức chơi cho các bạn à? Minh Minh ơi, có một nick Minh, có phải là bé Bình Minh không ạ? Nếu là bé Bình Minh thì nhắn vào phần chat cho Sensei nha. Nếu là bé Bình Minh thì nhắn cho Sensei tên của mẹ. Tại vì Sensei đang thấy có bé Bình Minh, có bé Minh, nhưng Sensei không biết có phải Bình Minh không, tại vì mẹ Bình Minh vừa liên lạc với Sensei. Nếu là bé Bình Minh thì nhắn tên của mẹ vào phần chat cho Sensei ạ. Thì Sensei sẽ gọi con lên học cùng các bạn từ sau nha. Giờ chơi không? À, bây giờ chơi các bạn chơi đúng không? Vâng. Ừ, rồi thì bạn chơi thì để cô nhờ chị. 10 phút ạ. À. Bên muốn cho các bạn chơi 10 phút. Các bạn có muốn chơi 10 phút với Ben không? À, Phương Thảo ơi. Tớ nhắn tin. Bạn, em ấy rồi đấy ạ. Tin là mấy phút? Con cho các bạn chơi tối đa 10 phút thôi, nếu không thì 7 phút thôi cho vui vui nhá. Nhiều quá, 7 phút thôi. Ben được không? 7 phút. 7 phút ạ. 7 phút thôi nha. 7 phút. Nhưng mà cô gái 7 phút đâu. Con tự setting đi. Given để setting. Cô nhờ nơi Yamamoto xin chút một xíu nhá. Con đi thi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ rồi. Rồi, em mong tất cả lên nha. Con nhìn thấy chưa cô? Bây giờ cả lớp sẽ cùng chơi quiz với thì bạn Ben nha. Bạn Ben sẽ luyện cho lớp mình Hiragana hay là gì Ben? Các bạn mới biết Hiragana thôi. Hay là Ben ơi, Ben luyện về số đi. Sensei cũng muốn các bạn được luyện về số đấy. Ben có luyện cho các bạn về số được không? Số đếm á. Sao? Thế cái ứ? Khá dư. Khá dư. Nên thế. Ba. Ừ. 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 感じになって三数、表示してくださいね。なんか。今回準備しておってね。はい。はい。音。卵ね、そうね、とっと。よし、算数テスト。うん。
Daizoubu? Daizoubu desu. Ah. 1年算数 desu ka? Oh, so. Hai. Mấy câu đó. Có 4, 5, 10 câu thôi. Hai. À, cười. Rồi, bây giờ bạn Ben sẽ gửi một cái link cho lớp mình nha. Ơ, 自分で? Ồ. 自分で? これじゃない、これじゃない。じゃない。はい。 そう。 え? 違うよ? え? え? 友達? これ。人間のやつ。そうそう。リンクさせて。 これ? これじゃないよ。 No. No. わかるの? はい。無理って。 こういうやつじゃない? 開かた? 開かたしてもいい? いやいや、違う。皆さんはまだ。 開かない。 そう。 Ừ. Con như nào? Nhưng mà nếu mà cô dài á là cô thể thấy có cái phần gửi link để cho bạn bè mình vô đó. Giống lần trước mà bé làm rồi mà. Ủa thế này anh Lương đâu rồi? Anh Lương đâu rồi? Để mẹ cháu làm ạ. Vì mình chỉ còn có 8 phút nữa thôi. Cô Minh cô, để cho tổ cục chính. Con gửi được đường link cho các bạn chưa? Để tiếp tục bắt đi. Thì mẹ đến nhé. Ô bà cả. Boku wa futsuu ni boku wa. Cái này. Cái コピーリングこれね。はい。え、何してるの?これクッキーね。クッキーチャットで。クッキー、コピー、コピーして。コピー、コピー、コピー。コピー、コピー、コピー。コピー、コピー、コピー。コピー、コピー、コピー。 Thực ra thì chị chỉ cần copy link là được rồi đó chị à. À được, lên cho cô. Chị copy luôn cái link kia kìa, xong chị paste vô với phần chat cho các bạn á, là được đó chị. À, vâng, đang làm cái paste đấy đấy cô ạ. À, chị căn chôn S, à, căn chôn A cho em để chị lưu chị cái link kia căn chôn A này. Dạ. Hoặc chị ấn vô cái chữ copy kia là được. Chị vẫn ấn vô chữ copy link đó. Chị ấn vào chữ copy link ạ. Đó là được rồi. Sau đó chị vô phần chat và chị nhắn cho các bạn ở trong phần chat cho em là được ạ. Dạ. Oh, copy. Enter. Dicky hè. Con không được ạ. Đức Phan à, cô no meeting của sang cả sĩ tên mắt xem. À, mắt xem lại. Đức Phan no hồ. Anh em mình nào. Mình hiểu nè, có đi được không? Hey, ok. Cô đây no ma, nam ấy no meet thế, chẳng tổ meet thế. Đức Phan no email rồi. Được chưa cô ơi? Cô nhìn thấy không ạ? Dạ hiện giờ là có link rồi ạ. Lớp mình ơi, sẽ vô trong link nha. Hiện giờ bạn Ben gửi cho mình một cái link rồi đấy. Rồi, ok. Sau đó thì mình sẽ chỉ có trường hợp 5 phút trong phần link đó. À, sensei sumimasen nhá. Sensei gửi. À, sensei sẽ gửi cho cả lớp. Rồi, sensei gửi link cho cả lớp nè. À đấy.
cô phải cô Hiền gửi vì lúc nãy là mình gửi cho cô mà. Xin xin gửi cho cả lớp này, sau bây giờ cả lớp nhắc vào link cho xin xin nha. Rồi bắt đầu. Chưa, để cho đợi các bạn. 5 phút thôi nha, là mình phải nhường lớp cho. Đợi 5 phút, hay là chơi cái đó ít thôi. Nhanh thôi. Đó, mình cứ chơi đến khi học nha. Cho các bạn học nữa. Ở buổi sau mình cảm ơn cho cô nha. Thôi. Để mình học chút nhá. Rồi, bạn nào mà vô được thì mình sẽ vô. Còn nếu mà mình bạn nào không vô được thì cùng xem bạn Ben và cùng làm với bạn Ben nhá. Rồi. Đó ra. Ủa, có mã hả? Mã là gì này Ben ơi? Sao lại có mã nhờ? Ồ, các bạn đang không vô được. Thế thì bây giờ thế nào nhờ? Ồ, bạn Nam bảo là link hỏng rồi. Thế thì bây giờ nha, lớp mình sẽ cùng xem bạn Ben chơi và mình sẽ cùng ôm với bạn Ben. Nha. Ừ mà cô. Ủa, Ben vô được thôi, các bạn không có vô được. Nhưng hôm sau, bây giờ con còn có 4 phút nữa thôi. Nên con sẽ chơi trước trên màn hình và xe. Các bạn cùng quan sát và cùng học cùng với mình nha. Đó, có được. Đó, đây nè, lên nè, lên nè. Đây, cái này nè. Yeah, yeah, 지금 교유する 直接 링크 교지する 見る. Mã lớp mình để ý nha, mã của chúng ta. Bên birthday sensei. Sensei cảm ơn Nam nha. Khi mà mình nói chúc mừng sinh nhật ấy, mình nói là otanjobi omedetou gozaimasu. Rồi, lớp mình nhập cho sensei mã này. 502 4 3 4. Cô vào được mà cô. Cô rồi nè. Này, lớp mình nhớ. Cô để được. Yong kiu. Rồi, mã đây nha. Cái đây kìa. Cái đây kìa. Rồi, cái bạn Nam đã vô rồi nè. Ben vô rồi. Có bạn Kibu Anime là bạn gì nha? Sensei chưa được nghe bao giờ. Giới thiệu tên cho Sensei với nhé. Bạn nào muốn vô nữa không? Là cháu răng hoàng phát luôn. Với cả lớp mình có thể tự chơi link này sau khi mà lớp học đã kết thúc nhá. Mình chơi cùng nhau chơi luyện tiếp nhá. Không bật được mic à, con tên là gì con nhắn cho sensei với. Thế con mới vào lớp sensei chưa biết con là ai luôn nhà. À con là Trân cô. Con đang học trường nào? Hay con muốn vào không hả chú? Rồi con cứ chơi đi. Rồi bạn Hana con vô rồi. Anh vô rồi là được rồi. Trường con chung. Hito Maru Chiplase Hitch Kajin Motto muzikashi ne Songgerasies Eh? Songgerakangite Ha, ajiu ko jiu ko Ha, suki no yatte ni ko Bi 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 Omiyage, 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 omiyage. Có chữ 5 người. Karaoke. Yo ba, nuka sara da. Oi, oyasumi nasai. Ah,
Terebi. Quem toca na guitarra? Tocou. Tocou. Ah, de casar é tudo. Pakai darah. Ini selesai, Hachi. なくなった。甘い返した。負けた。抜かされる。 何があるの？
game chưa? Mình chơi xong game rồi mình còn còn bạn nào với bạn well nani nani em bây giờ rồi sao vậy? Bạn Ben bạn hỏi là các bạn chơi xong chưa? Để cho bạn Ben bạn on off game nè. Rồi thì lớp mình hôm nay học tại đây ha. Buổi sau thì chúng mình lại hẹn gặp nhau vào giờ gì nhỉ? Chi hơn nhé. Từ chi hơn nè. Chi hơn là chi là. Chi là. Nhá, mình nhớ nhá. Chi hơn nhé. Mật mã của chúng mình là chi hơn nè. Chi hơn chúng mình sẽ gặp lại nhau nhé. À, bài hôm nay chúng ta thì lớp mình nhớ ôn bài nha. Chào minasan, mata ne. Hi. Mata mata. Chào các bạn.